tôi sẽ xuống dưới chỗ các bạn, tôi xem các bạn làm có đúng không nhá. Thứ nhất này, làm sao để nhúng cái icon, chúng ta xem nhá. Thứ nhất, chúng ta vào cái trang phongawesome.io, vào đấy, xong chưa? Nó sẽ có cái phần download này này, bấm vào, nó ra cái, nó sẽ ra cái dialog, cái pop-up này, kéo xuống dưới, no time just download phongawesome 4, chúng ta bấm vào đây, thì nó sẽ tải file về đúng không? Thử đi, xem có bạn nào không được không, thì tôi sẽ xuống để giúp cho. Đặc biệt là mấy ông thánh mà không biết nhét vào như nào ấy. Xem có được không nào? Không bật lên phụ áp ạ. Ở bài tốt thế này là bị pro thì bạn có vấn đề gì? Đấy, thằng kia có vấn đề. Thì đây, được rồi gì? Các bạn giải được chưa? Rồi, ok. Giải ngắn ra. Cái này ở trong khu mục nào mình lên và mình làm. Sau đó lên nó không có sự lên nó. Rồi, giải ngắn ra. Thấy không? Tiếp theo bạn giải nén nó sẽ chuột phải vào cái trang kia, được chưa? Chuột phải vào cái file đấy. Được rồi, tải về chưa? Có bạn tải được cái file không hoa sừng về chưa? Đâu? Đây à? Đây đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta giải nén ra xong nhá, giải nén xong chưa? Có ai chưa giải nén được không? Tiếp theo này. Đâu nhỉ? Đây phongawesome này, lúc đầu các bạn tên cái file này nó tên là phongawesome-4.7.0 đúng không? Cái thư mục nó như này đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta chuột phải vào rename. Xóa cái chữ 4.7.0 với dấu trừ đi, chỉ để là phongawesome thôi. Được chưa? Xong đi nhỉ? Sau đó là chuột phải vào copy. Copy cái file đấy. Copy vào. Được chưa? Xong mở cái thư mục của mình ra. Mở thư mục code của mình hôm nay là K31B1L07 đúng không? Mở tiếp thư mục public ra. Kiểm tra xong thư mục public xem có cái thư mục plugin chưa. Nếu chưa có thì tạo mới. Được chưa? Nếu chưa có thì tạo mới ra. Làm đi. Cái chữ plugin mà trên bảng mà không có lại được cái đấm rồi đấy. Bây giờ thật cái là một con người nhẹ. Hôm qua có mấy thanh niên có mỗi cái chữ tắc in mà nó đi có lại được. Phải cái chữ tắc in rồi. Đọc luôn. P-U-V-L-I-C. Đấy, C. Đấy, đấy là public. Ở trong đấy. Bỏ tiếp.
cho SI. Rồi. Đấy, chưa đến đi. Rồi, ok, nào đi. Thế nữa đến xin kiếm về đi cho con. Rồi, mở nó ra, về con trong. Ô 2, mở nó ra, cái gì ra. Rồi, cầm cái này nhé. Cầm luôn, cầm luôn, copy. Bấm, copy, ok. Cái dấu cách ngang của nó đâu? Không kể cả khó sửa rồi. Hay là giải nhận ra là thế rồi. Vậy à? Rồi. Đây, nó cái này à. Được chưa? Đấy nhá. Hoặc còn giữ lại cái bài hôm trước không? Đấy nhá bạn, nếu mà bạn không giữ bài hôm trước thì bạn có thể lên vào đây này. Đi khác mẹ. Đi khác mẹ. Chờ con. Đi khác mẹ. Có thể lấy bài tôi về rồi. Nhanh. Đó là không về một. Đó là không về một. Đấy không về một. Đấy không về một. Đấy đây một cái đây một master đúng không? Đây chúng ta sau chúng ta có cái menu ra làm một menu một xóa bớt những khác đi. Bây giờ đang đi yêu cầu là gì này? Làm sao nhắc lại cho tôi được cái promotion kia? Hiểu không? Tôi vừa xóa cái promotion đi. Cái promotion của những cái anh cũng trước làm. Được. Bây giờ tôi yêu cầu bạn là làm cái nào đây? Để lấy ra cái promotion kia để chúng ta lại quay được. Đó. Thì hôm qua chúng ta vào trong promotion của IO tải ở đây và nhắc vào trong những cái plugin này. Bây giờ tôi yêu cầu bạn là yêu cầu bạn là làm được gì là phải không đấy nhá, tôi đã có menu cho bạn rồi. Chắc nhưng mà ở đây nó thiếu mất cái icon rồi. Cái icon kia bây giờ bạn phải làm nào đấy lấy cái thư viện của cái icon kia về để cái icon mà mình nhắc lại ai này. Chắc bạn phải nhắc cái thư viện để bạn chủ động làm sao thì chúng tôi sẽ có một sự cho chúng mình cũng nhắc làm cho khu vực CSS của khu vực sự để nhắc vào đây chúng ta dùng được cái quan lệ lại bằng vượt cái bài bằng hồn bây giờ có gì ăn luôn có ai chưa làm được không? Đó chúng ta không quẩy cho phát triển vào là tại sao có phát triển bây giờ đây này đây nhá nhìn này là không quẩy đúng không? Cái gì đây? Mình bắt luôn là không quẩy phát triển vào là là không bảy nhá, khoảng lắm khoảng đây, không giữ bảy chưa đủ mấy ngày chưa đúng không? Các bạn ơi, tập trung vào đây. Bạn nào dùng máy trường thì phải nhìn vào đây. Đây này, bạn nào mà dùng máy trường nhá, đây là cái dở của máy trường, bởi vì máy trường nó cài cái phần mềm nó đóng băng, nó lưu lại trạng thái cũ của máy của chúng ta xong rồi sau đấy. Ví dụ nhá, nó đóng băng vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua, đúng chưa? Thì chúng ta sau cái thời gian đấy chúng ta có cài cắm hoặc chỉnh sửa bất kỳ cái gì, tải thêm thư mục hoặc cốt bất kỳ cái gì ở trên máy đấy, nó không lưu lại được. Đúng chưa? Nó không lưu lại và chúng ta hôm sau nó lại quay lại cái thời điểm của cái máy đấy vào 8 giờ sáng ngày hôm trước. Đúng chưa? Đấy là cái dở phần mềm đóng băng. Thì chúng ta có thể lấy tài nguyên của tôi về bằng cách như sau này. Vào github.com github.com/thiện.th này. Chúng ta nhìn thấy cái phần repository không? Bấm vào đây. Tìm đến cái thư mục là K31B1 là lớp mình đúng không? Bấm vào.
sẽ nhìn thấy đây là các cái thư mục code của tôi code xong, các bạn nhìn thấy tôi dùng cái thằng Smart Git tôi đẩy lên trên đấy, được chưa? Thì đây là những cái bài mà tôi đẩy lên, ví dụ bây giờ tôi đẩy là bài L07 lên nữa nhá. Đây K31B1 này. Tôi đẩy tiếp bài này lên. Các bạn chờ một chút sẽ thấy là trên này nó sẽ thay đổi, ở đây đang là L06 đúng không? Rồi bây giờ các bạn coi nhá. Được L07 chưa? Được chưa? Tôi đưa lên đây thì các bạn có thể tải về, download zip về. Đấy, cho các bạn dùng máy ở trường thì chúng ta muốn lấy code giống hệt tôi thì download zip về, xong rồi sau đấy là mở cái thư mục chứa ra. Ví dụ tôi copy thằng này tôi mở ở ngoài desktop, tôi giải nén, được chưa? Đây là 07 đây, menu đây có thấy giống hệt không, được chưa nhỉ? Đấy là cho những cái bạn mà dùng máy ở trường, được chưa? Thì chúng ta có thể là bị mất code cũ thì chúng ta làm theo cách như vậy. Tôi đã quay lại video rồi, nếu mà bạn nào về nhà mà cần dùng thì cần dùng thì tiến hành làm như tôi, được chưa? Xong cái thư mục full awesome chưa? Nhét được cái full awesome vào đây chưa? Bạn làm được chưa? Nhanh lên, chúng ta mất bố nó mất một tiếng rồi đấy, chỉ để mấy cái gõ gõ với lại mấy cái tại thư viện thôi mà vất vả quá. Chúng ta phải làm quen với những cái tải thư viện này nhá, bởi vì sau này nhá các bạn nhìn này, F12 lên vào phần sược này, các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái thư một trong những cái thư viện của chúng ta đúng không? Bây giờ chúng ta vào một cái website bất kỳ, chúng ta nhìn thấy cái số lượng thư viện của chúng nó, chúng ta sẽ thấy sợ. Đây Ajax này, Ajax Lib này, Static này, JS này, thấy không? Impression này, Engine này, có thấy nhiều không? Sau này cái số lượng thư viện này nó cực kỳ nhiều chứ không phải là nhiều bình thường, hiểu chưa? Cho nên là chúng ta phải làm quen với cái cách nhét cái thư viện vào trong cái project của mình thì chúng ta mới tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức, chứ không có sức đâu mà ngồi mà viết lại toàn bộ cái mớ thư viện cái đâu, không ai có đủ thời gian làm, được chưa? Bạn xong chưa? Rồi bây giờ tiếp theo này, mở cái file menu.html ra, chúng ta có một cái đường dẫn đến cái file css đúng không? Bây giờ là nhét cái thư viện vào trong cái sửa code của mình để áp dụng cái thư viện đấy, thì chúng ta có link real style sheet này, href bằng public. Vì sao public? Menu nó ngang hàng với public, đúng chưa? Sang nhà hàng xóm để lấy cái gì đấy, thì từ nhà này chạy sang nhà này, mở cửa phòng là phòng plugin, trong phòng plugin có cái nhà vệ sinh là phòng awesome, được chưa? Trong phòng vệ sinh có cái hộp tên là CSS, được chưa? Trong này mới có cái lược hoặc có cái gì đấy, kem đánh răng đúng không? Thì là lấy cái kem đánh răng ra thì là public sược plugin sược phòng awesome sược CSS sược phongawesome.min.cns, nhét vào đi. Hai thằng này là một. Tôi sẽ giải thích vì sao nó là min này. Các bạn xem cái code của nó nhé. Code ở đây nó chỉ có một dòng thôi. Các bạn thấy không? Được chưa? Code ở đây thì sao? Đọc được đúng không? Nó rất là nhiều dòng, chúng ta đọc được. Thì min ấy, nó là từ viết tắt của từ minify. Minify nhá. Đây cái từ đấy nó viết như này. Minify là nén. Minify tức là nó vẫn là cái file.awesome.cf thôi. Nhưng mà nó loại, người ta sẽ dùng một cái tool để người ta loại bỏ tất cả khoảng trắng của cái file đi, đưa nó về còn một dòng. Loại bỏ khoảng trắng đi thì sao, có lợi ích gì? File nhẹ hơn cực kỳ nhiều lần. Bây giờ chúng ta xem nhé, xem dung lượng của hai file nhé.
Đây. File này 37 kilobit. Đúng không? File này bao nhiêu? 31 kilobit. Không ít đâu, 1 kilobit là bằng 0.1024 bit. Nó không ít đâu. Bởi vì với lại bởi vì ở đây cái file min này của chúng ta nó cái file không bao giờ thì nó ít code, chứ những cái file từ điện kha nó hàng nghìn dòng code. Nhiều hơn cái này rất là nhiều, thì khi nén lại nó tiết kiệm được rất là nhiều tài nguyên. Tiết kiệm được thế thì có lợi ích gì? Mạng miền núi có thể tải về dễ dàng hơn. Được chưa? Ví dụ chúng ta có một cái website chúng ta đặt hosting, đặt cái con server ở Mỹ. Nhưng bây giờ dùng cho mấy ông ở Lào Cai, Yên Bái dùng, mạng ở đấy rất chậm, đúng không? Thì file càng nhẹ thì người ta tải càng dễ. Được chưa? Thì đấy là chúng ta phải tiết kiệm từng kilobit một cho người dùng. Xong chưa? Nhét được cái này vào chưa? À đâu rồi? Nhét được cái link review này vào chưa? Các bạn nào chưa xong không? Để kiểm tra chúng ta có nhét thành công không nhá. Chúng ta làm cho tôi này, để kiểm tra sau khi gõ xong cái này, để kiểm tra xem là chúng ta có nhét vào thành công không ấy. Thì chúng ta mở cái file của mình ra, reload lại. Bấm F12 lên. Hoặc là chuột phải kiểm tra, hoặc là inspect. Bấm F12 lên. Cái này nó gọi là cái developer tool. Hôm trước tôi giới thiệu rồi đúng không? Chúng ta vào cái tab sược. Mở cái tab sược ra. Được chưa? Nhìn thấy cái file menu.html không? Rồi, có nhìn thấy cái thư mục public plugin phong awesome không? Rồi, bung nó ra. Nhìn thấy phong awesome min.cs không? Đây là code ở phía trong. Được chưa? Nếu mà chúng ta import thành công thì nó sẽ xuất hiện cái file này. Còn nếu mà không thành công thì nó không hiển thị đâu. Được chưa? Và nếu mà chúng ta import không thành công ấy, thì chúng ta ví dụ tôi thêm vào đây là phong.awesome1.min nhá. Nó không có file này trong này đúng không? Rồi bây giờ chúng ta reload lại. Các bạn không nhìn thấy cái thư mục kia đâu đúng không? Bên cạnh đấy vào cái tab console này các bạn sẽ nhìn thấy nó báo lỗi. Lỗi phong.awesome1.min.cns error file not found. File là file đúng không? Not found là không tìm thấy file. Được chưa? Lỗi ở dòng số 7 trong file menu này. Ủa, cái menu này còn lỗi luôn, không hiển thị gì cơ ta. Được chưa nhỉ? Đấy, nó báo lỗi ngay lập tức. Được chưa? Rồi, có bạn nào bị lỗi không? Rồi, tiếp theo. Bây giờ dùng cái phong awesome này. Dùng ở đâu ấy, thì chúng ta sẽ nhét vào trong cái chỗ đấy một cái thẻ Y. Thẻ Y nhá. Thẻ Y. Được chưa? Thẻ Y bình thường là viết chữ in nghiêng đúng không? Italic. Bây giờ chúng ta dùng thẻ Y để nhét cái icon vào. Thì chúng ta có thẻ Y và set cho cái thẻ Y đi một class. Trong class có cái class đầu có thuộc giá trị đầu tiên là FA, là viết tắt của phong awesome, chứ không phải là forever alone đâu nhá. Đây là phong awesome. Được chưa? Đây là để đánh dấu là cái thẻ này sẽ được hiển thị ở cái chỗ này, sẽ được hiển thị cái icon. Được chưa? Còn cái FA gạch ngang home này, chúng ta có thể kiếm được những cái hình như vậy vào phong awesome này. Chúng ta nhìn thấy cái phần icon ở trên này không? Bấm vào. Ở đây nó có cái chữ search icon này. Đúng không? Ví dụ tôi muốn lấy là cái user đi. Thấy không? Search xong user nó sẽ hiển thị một đống các cái loại user ở đây đúng không? Ví dụ tôi lấy user circle O này. Được chưa? Bấm vào thì nó sẽ ra cái hình này. Và cái thẻ Y ở dưới đây đúng không? Bôi đen toàn bộ. Bôi đen hết. Copy. Các bạn làm theo tôi thì lấy bất kỳ cái hình nào nhé. Chứ không nhất thiết là phải lấy theo tôi đâu. Lấy bất kỳ cái hình nào. Thấy chưa? Copy. Sau đó paste vào đây. Paste vào cái chỗ nào các bạn muốn hiển thị ấy. Ra ngoài reload phát là xong. Được chưa? Đây hình này. Rồi đây từ từ. Cứ xong đi đã, nhét được hình vào đã. Bây giờ muốn làm cho nó to lên cái gì? Chúng ta có hai cách làm cho nó to lên. Cách thứ nhất là dùng class của phong awesome. Đó là trong phong awesome nó có cái kích cỡ cho cái icon đó. Ví dụ như sau FA trừ 2X. Được chưa? To chưa? FA trừ 3X.
Được chưa? Càng nhiều x thì nó càng to. Maximum là em FA 6 à 5x. FA 5x là to nhất. Không có 6. Không có 6x, max từ 1 nó chỉ có từ 1 đến 5 thôi. 5 là kích cỡ to nhất rồi. Không có to hơn nữa. Được chưa nhỉ? Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai tôi chỉ cho các bạn này. Đây, nó cứ bé như này thôi, kệ nó đúng không? Bây giờ chúng ta style cho nó, chủ động style cho nó, đặt kích cỡ cho nó. Thì chúng ta có cái thể là nhét vào đây là font size bằng 20 pixel. Thấy nó tự to lên không? Đây, tôi tăng lên nữa này. Được chưa? Set lại cái font size cho cái thẻ y là tự động nó sẽ tăng lên. Được chưa? Thì đấy là cái cách thứ hai để chúng ta chủ động tăng cái kích cỡ của cái thẻ y lên. Dùng cách nào thì dùng, các bạn dùng cách nào dùng, tôi không bắt buộc. Được chưa? Tôi trả lại cái này là cái home của tôi nhá. Bây giờ các bạn làm cái menu cho tôi làm sao cho nó có ý nghĩa đi, chứ đừng có để lo ram như này nữa. Được chưa? Làm sao cho nó có ý nghĩa đi. Ví dụ để đây là cái này trang chủ đúng không? Đây là danh mục này. Đây là giới thiệu này. Đây là liên hệ này. Được chưa? Liên hệ này thì mình có thể lấy là bằng cái FA address. Tôi back lại. Đây là address card này. Đúng không? Chúng ta copy cái này. B vào kia. Đây tôi nhét lần trước chữ liên hệ này là xong. Giới thiệu. Intro. Chẳng biết giới thiệu là cái gì bây giờ. Đây lấy cái bồn tắm đi. Quá. Sao đây cũng có bồn tắm ta? Làm xong đi. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, tiếp theo. Bây giờ chúng ta làm cho cái này nó đẹp hơn. Chứ không thể để nó tùm lum như này được, trông này rất là xấu bẩn. Chúng ta có một cái quy định trong thiết kế này. Đó là những cái màu nền của chúng ta là màu gì? Màu xanh đúng không? Nó cũng thuộc là dạng màu tối. Đúng không? Nó không phải là màu sáng hẳn. Thì cái màu tối đi với chữ tối thì càng nhìn càng tối. Đúng không? Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải CSS lại cho nó. Tôi sẽ lên đây tôi CSS lại. Đây chúng ta có thẻ A của chúng ta khi thẻ A này. Chúng ta có color chuyển sang màu trắng. FFF. Color thăng FFF. FFF là màu trắng. Được chưa?
Rồi. Sang màu trắng chưa? Tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta nhìn nó còn cái gạch chân đúng không? Bỏ gạch chân đi. Bỏ gạch chân bằng thuộc tính gì? Đấy. Decoration. Bằng nan. Nun cái gì mà nun? Nan. Bay chưa? Đó. Đây nữa nhá, chúng ta bỏ cho tôi cái thằng padding 05 của thằng LI đi nhá. Bởi vì tôi vừa mới phát hiện ra đây nhá, tôi reload lại chúng ta này. Khi mà chúng ta dí vào đây này, chúng ta thấy không? Nó không phải là vùng diện tích của cái thẻ A. Thấy không? Nó chính là cái padding của thẻ LI, chúng ta nhìn thấy cái vùng màu xanh không? Xanh lá cây ấy. Thế cho nên là khi mà hover vào đây nó sẽ không có cái vùng hiển thị của thẻ A, cho nên nó không chuyển sang hình bàn tay. Đúng không? Chúng ta để ý cả từng những cái chi tiết như thế này một, fix cho bằng hết. Được chưa? Thì vấn đề như vậy thì chúng ta phải bỏ cái padding 05 của thằng LI đi. Rồi đây từ từ bình tĩnh. Bây giờ nó vẫn dí sát đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thay cái đấy bằng cái padding của thẻ A bằng 010 pixel. Được chưa? Bởi vì ở đây là chính cái bản thân thẻ A nó padding vào trong, cho nên là cái vùng của nó chiếm ở bên ngoài nó vẫn là toàn bộ. Nó không ảnh hưởng đến cái thẻ LI cả. Được chưa? Ra ngoài reload. Cho nên thấy nó cách lùi vào trong một chút đúng không? Và bây giờ chúng ta hover vào giữa này, nó cũng không bị chuyển sang hình mũi tên. Được chưa? Sang thẻ nào là tự thẻ đấy sáng. Rồi, có team view không? Máy này có team view không? Có team view không? Phần mềm ấy. Không có thì buổi sau về cài nhé. Team view cho nó đã khác nhìn thấy luôn. Đây đúng không? Cái viền này tôi đã nói rồi, cái viền này này, chúng ta ở cái thẻ LI này chúng ta sửa lại nó display lock. Display lock và nó có cái code led. Code led. Nhìn thấy nó hết ngay cái khoảng cách. Thấy không? Đẩy sang bên tay trái. Hôm trước học rồi đúng không? Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta nhìn thấy cái menu của chúng ta nó hơi cách do cái lề một chút đâu. Không làm này đúng không? Chúng ta muốn nó tràn hết ra ngoài cơ. Đúng không? Bây giờ chúng ta có cái thẻ này. CSS cho nó là cái thẻ sound margin 0 và padding 0. Margin 0, padding 0. Xếp xuống. Đây là margin 0, padding 0 cho tất cả các thẻ. Bởi vì nếu chúng ta xem đây này, tôi giải thích nguyên nhân này. Bởi vì cái thẻ 3D của chúng ta ấy, các bạn nhìn thấy 3D không? Nó có cái gì? Display block và có margin bằng 8 pixel. Tức là cả bốn phía của nó đều cách cái rìa màn hình 8 pixel. Cho nên nó sinh ra cái trò là nó cách 8 pixel như thế này. Nó có khoảng cách nhỏ nhỏ ở đây.
Được chưa? Bây giờ chúng ta sao là margin padding 0, chúng ta reload lại. Được chưa? Xong chưa nhỉ? Rồi. Bây giờ thế là chúng ta tạm thời xong về cái menu. Xong đấy. Tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn làm cái menu đa cấp này. Được chưa? Như các bạn khi mà vào những cái website khác. Quá. Sao ở đây thằng NAV này nó lại như này? À đúng rồi. Nó dí sát vào cái này, đúng rồi. Bây giờ chúng ta thêm cho tôi cái này nữa. Thẻ NAV. Tôi không muốn nó sát sần sạt vào đây mà tôi muốn nó căn giữa cơ. Đúng không? Thẻ NAV có cái từ từ đã nhỉ. NAV. Đây đây, NAV cách UL. Ở à đây trên có rồi. Trên có NAV cách UL rồi. Đây nha. Chúng ta bỏ cái background của NAV, NAV UL đi. Chúng ta có NAV có thuộc tính background bằng 2CA9E1 để cho toàn bộ cái nó là một nền. Còn cái thẻ UL của chúng ta sẽ có của nó là display bằng block và có width bằng 960 pixel. Chúng ta có margin auto. NAV là cái thẻ bao ngoài toàn bộ đúng không? Được chưa? Thì chúng ta phải để cho màu nó thành màu xanh. Thì nếu chúng ta set màu ở cái thẻ UL và bây giờ chúng ta set width lại cho cái thẻ UL đấy thì nó tự nhiên nó lại cách hai bên ra một khoảng nhỏ nhỏ. Thì bây giờ chúng ta phải đẩy cái màu lên sang cái thẻ NAV. Được chưa? Rồi test đi. Nó cách vào một chút đúng không? Và bây giờ khi chúng ta hover vào đâu thì thằng đấy sáng lên. Được chưa? Bây giờ tiếp theo này làm menu đa cấp thì làm như nào? Chúng ta có ở trong thẻ li này, chúng ta có thẻ ul, có class là drop down ở trong này, chúng ta lại đi copy lại cái thẻ a thôi. Li này, thẻ a đây là trang chủ 1, ví dụ thế, trang chủ 1. Sau đó tôi duplicate cái thẻ li này lên. Đây là trang chủ 2. Ở đây là trang chủ 3. Được chưa? Bây giờ chúng ta coi nhá. Nó sẽ như này đúng không? Nó bung bét hết ra đúng không? Đúng chưa? Bung bét hết ra này. Được chưa? Bây giờ sửa này. Thứ nhất, ở trong một cái li chúng ta hoàn toàn có thể chứa được một thẻ ul khác, đây là chuyện bình thường đúng không? Cái này hồi trước chúng ta cũng gặp rồi. Và bây giờ chúng ta có, chẳng qua là chúng ta có nhiều hơn những cái phần tử nằm ở trong thẻ ul cái thôi. Được chưa? Bây giờ chúng ta xử lý này. Bình thường thì NAV ul li ul có class là drop down sẽ có display bằng nan. Được chưa? Đây chúng ta coi về như cũ đúng không? Hover không bị gì đúng không? Bởi vì display nan là xóa đi mà. Được chưa? Bây giờ này, nếu mà ulli hover thì cái ul drop down sẽ có display bằng block. À nhầm, display block. Hiểu ý tôi chưa? Là hover vào thì nó bung ra, còn không hover vào thì nó không xuất hiện. Được chưa? Đấy là cái sự kiện khi chúng ta hover vào. Tiếp theo là sắp xếp lại cái cách hiển thị của cái drop down đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta có như sau. Giới thiệu chúng ta thêm một thuộc tính nữa. Đó là li này.
chờ tí đi. Để coi nào. Đây tôi để hẳn lên lên UL nhé. UL hay LI nhỉ? Thôi để LI đi. Chúng ta sẽ có cái position bằng relative cho thằng LI. Từ từ, cứ bình tĩnh. Được chưa? Bây giờ cái drop down này, tôi sẽ có position bằng absolute, có top bằng chiều cao của thằng kia là bao nhiêu nhỉ? 45 pixel. Top bằng 45 pixel. Left bằng 0 pixel, bằng 0. Display. À nhầm, cái này không có display. Copy thêm. Drop down cách LI thì có display bằng block. Rồi nha, bây giờ chúng ta coi này. Xuống dưới rồi đúng không? Xuống dưới chưa? Đây, xuống dưới rồi đấy. Chẳng qua là màu nó bị mặc định nó bị trùng với màu khác thôi. Đúng chưa? Bây giờ tôi sẽ set thêm cho nó cái màu UL này, hoặc là cụ thể những cái thằng LI kia cũng được, tùy các bạn set cho thằng nào thì set. Đây LI này tôi sẽ có là background color. Background color bằng light blue. Đây nhá. Được chưa? Sang chưa? Từ từ bình tĩnh. Rồi. Thủ thuật tiếp này. Khi mà hover vào cái thẻ NAV đúng không? UL này, thẻ LI đầu tiên này đúng không? Thẻ trang chủ nó mờ mờ đi đấy, ở chỗ các bạn nó sẽ nhìn thấy mờ mờ đi, khi nhìn ba dấu chấm á. Để giữ trạng thái hover thì chúng ta bấm vào ba cái dấu chấm này, bấm vào hover. Thế nó sổ ra. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta có thể là tìm kiếm những cái phần tử nằm ở trong đấy. Đây, display bằng block này. Drop down này. Ủa, block rồi sao không xuống dòng ta? Đây. Sao thẻ này nó display bằng block? Chờ đi nhá. Width bằng 100%. Úi dồi ôi, nó không đủ chữ. Nó không đủ chỗ cho chữ. Cho nên nó sổ ra. Đây, tôi sẽ set lại cái width. Ơ, mất rồi à? Over này, để sổ ra này. Bây giờ tôi có cái UL, các bạn nhìn nhá. Width bằng 100 pixel. Được chưa? Width bằng 125 pixel đi. 120 pixel. Tự nó đổ ra. Xong chưa? Được chưa? Đấy, set width cho nó. Và tất cả những cái thằng ULLI nằm trong nó có display nan position display mình set kiểu gì, mình display nan. LI thì có cái display bằng block thì tự động nó sẽ chiếm hết cái nội dung của thằng cha đúng không? Nó đổ nó sổ hết xuống những cái thằng dưới xuống dưới. Được chưa? Đây đúng là đa cấp không? Rồi bây giờ chúng ta sửa. Thì ở cái UL drop down chúng ta có width bằng 120 pixel. Đâu nhỉ? Drop down UL này. Đâu nhỉ? Đây. Chúng ta có width cho nó bằng 100 min width chứ. Min width nhỏ nhất, min width bằng 120 pixel. Đó, LI block background light blue. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có như sau này. Màu bình thường nó sẽ là thăng 2CA9E1. Khi hover vào nó thì nó mới chuyển sang màu 2.hover, thì nó mới chuyển sang màu background color bằng light blue. Được chưa? Giờ coi này. Wow. Sao không chuyển sang nhỉ? Sao lại min width không được? Chờ tí, chờ tí.
Rồi đây. Width phải là width mới được. Width nhá, để width là 120 pixel. Đây. Chúng ta nhìn thấy vẫn còn cái border đúng không? Ở dưới thì chúng ta không giữ border làm gì cả. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái drop down li thì mình sẽ có border. Border bằng none cả. Được chưa? Xong như nhỉ? Tương tự như vậy muốn làm cho bên này thì sao? Thì lại copy y nguyên cái cục này vứt sang. Đây copy y nguyên cái cục này. Cục UL này. Vứt sang phía dưới của cái thằng danh mục này. Thấy chưa? Của thằng nào thằng ý hưởng nhá. Đây tôi để trên danh mục 1, danh mục 2 nhá. Chẳng chung đụng gì với nhau đúng không? Thế bây giờ tôi giải thích này. Logic của chúng ta là cái gì? Đây là tôi đã làm để chứng minh cho chúng ta làm được. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái logic của nó này nhỉ? Để giải thích cho chúng ta vì sao nó lại như thế. Trước khi vào tôi sẽ giải thích qua một cái thuộc tính nữa của chúng ta là thuộc tính all season. Nãy thấy không? Đúng không? Đấy thầy đúng không? Đây nhá, tôi sẽ có giải thích như sau. Đây là cái kẻ cha này. Đây là một cái kẻ con. Đúng nhá. Đây là kẻ parent. Đây là kẻ child. Các bạn đặt ID hình lát đúng không? Không? Biết là làm sao selector xác định được nó đúng không? Rồi tiếp theo này. Nếu như HTML bình thường thì cái trẻ kẻ child này nó phải nằm ở vị trí nào so với thằng cha? Góc nào? Đây góc này. Thì sao? Nếu như logic bình thường nó phải nằm ở đây. Bởi vì HTML là diễn giải cái cách sắp đặt của nó là từ trái sang phải từ trên dưới. Đúng không? Thì đưa nó vào thì nó phải nằm ở đây. Đúng không? Bây giờ tôi không thích nó nằm ở đây, tôi muốn nó nằm ở đây thì sao? Đúng không? Chúng ta hiện tại là chưa học đến cái thuộc tính nào có thể chủ động sắp xếp những vị trí của thằng con. Thế là bây giờ chúng ta xét cho thằng cha này một cái thuộc tính là position, thuộc tính là position là vị trí này, hai chấm related cho thằng cha nhé. Thằng cha là position related. Khi nó được xét là related ấy, thì nó có khả năng là một cái mỏ neo ở trên cái trình duyệt, có thể chấp nhận những cái thằng khác, những cái thằng con của nó, cháu của nó, chắc chút chích của nó đính vào vị trí một trong những cái cạnh này theo tọa độ khoảng cách xem. Được chưa? Đấy là cái tác dụng của position related. Còn thằng con đặt cho nó một cái CSS là position bằng absolute. Tại thời điểm nó được set là absolute thì cái thằng con này nó sẽ đi tìm cái thằng nào bao ngoài, nếu nói đúng là thằng nào bao ngoài. Còn nếu mà nói kiểu là dân dã như việc tiếng Việt mình thì là tìm đến thằng bố đó xem có không, thằng bố có phải là relative không, nếu không có tìm đến thằng ông không có tìm đến thằng cụ đi các thứ kiểu, mà đến cái mức cao nhất ở ngoài không có thằng nào là position relative thì nó đi đến với thằng trình duyệt. Được chưa? Nó đi tìm đến các cái cạnh của trình duyệt để nó đính vào. Và khi đã có position absolute, nếu các bạn xét như này mà không thêm một tính năng nào và không một thuộc tính nào khác thì nó lại đưa lên đây. Cách top không, cách left không, đây là mặc định. Được chưa nhỉ? Và bây giờ chúng ta muốn nó nằm ở bên nào, cách vị trí bao xa thì chúng ta sẽ có là top. Thằng này chỉ đi với position absolute thôi nhá. Top 2 chấm, ví dụ là 10 pixel right, 5 pixel nữa. Thì bây giờ cái thẻ try này nó sẽ được quy định là cách cái riêng viền màu ở phía trên là 10 pixel, tức là cách phần này, khoảng này, đây là 10 pixel
Right là bên nào? Bên này đúng không? Là 5 pixel. Thì đây, 5 pixel. Nó sẽ đặt ở đây. Còn muốn ở dưới thì sao? Bottom. Bottom là 10 pixel thì nó sẽ cách bottom 10 pixel ở đây. Nó đặt ở đây. Right 5 pixel nó qua lại lên đây. Và nó đặt ở đây. Được chưa? Đó là cái cách tôi vừa mới làm. Đi nhỉ? Để đặt cái vị trí của cái UL drop down là nó phải làm sao? Cách so với thằng LI 45 pixel tốt. Đúng không? Bởi vì chúng ta đang có cái LI nó như này. Tự nhiên này mình quên mất ở đây. Đây nhá. Chúng ta có cái thẻ LI nó như này đúng không? Ai ví dụ coi đây là hai thẻ LI đúng không? Bây giờ cái thẻ LI này có một thằng UL drop down thì nó sẽ dài bao nhiêu phụ thuộc vào thằng con của nó đúng không? Được chưa? Bây giờ nó thằng LI này, đây là LI này, đây là UL drop down này. Được chưa? Bây giờ cái thằng LI này nó là position gì? Position gì? Bắt đầu relative. Được chưa? Nó là cái nơi để cái thằng này đính vào. Xong chưa? Rồi, bây giờ cái thằng UL ở dưới này nó có position bằng absolute. Đúng chưa? Tôi muốn nó hiển thị ở ngay phía dưới của thằng LI này. Đúng không? Thì nó phải cách cái rìa của cái thằng LI này bằng đúng cái độ dài của thằng LI đúng không? Thì nó mới không chiếm phần nào chứ. Đúng chưa? Thì là cái thằng này, cái thằng UL này sẽ có là position bằng absolute. Có top. Lúc nãy chúng ta xét cái LI này cao 45 pixel đúng không? Thì ở đây chúng ta có cách top 45 pixel. Được chưa? Bây giờ chúng ta dán sát ở bên trái. Được chưa? Thì left bằng 0. Thì bây giờ nó sẽ ngay dưới chân. Ngay dưới chân. Được chưa? Xong chưa? Đấy. Còn bây giờ giải thích tiếp này. Giải thích tiếp vì sao cái hover vào đây thì nó sổ ra cái trang chủ 1, trang chủ 2, trang chủ 3. Hover vào đây sổ ra trang chủ danh mục 1, danh mục 2, danh mục 3. Vì sao được thế? Bây giờ chúng ta nhìn lại cái CSS. Hiểu cái position chưa? Rồi, chúng ta tí nữa tôi nói sẽ nói sâu hơn về position, chúng ta còn hai thuộc tính nữa, hai giá trị nữa của position. Bây giờ chúng ta nhìn CSS nhá. Ở đây này. Đâu nhỉ? Chờ tôi đi để tôi tìm cái đã, tôi chẳng biết tôi nhớ tôi để đâu. LI over đây, chúng ta nhìn đây. NAV UL LI 2.hover. Đúng không? Tức là NAV này, UL này đến LI này đúng không? Đến LI này. Sau đó là hover vào. Thì chúng ta cách ra dấu cách biểu trưng cho cái selector gì? Con. Đúng không? Tìm con của nó. Ở đây con gì? Thằng con có tag, có thẻ là UL, có class là drop down. Đúng chưa? Có class là drop down. Thì sao? Thì tiến hành display chuyển từ none sang display block là hiện dạng. Đúng chưa? Nhưng mà ở đây các bạn chú ý cho tôi cái dấu cách là tìm cái thằng con nó chứ không phải là con của thằng hàng xóm. Đúng không? Thì hover vào thằng nào thì hiển thị cái UL, cái display của UL của chính nó thôi. Chứ nó không hiển thị cái UL của thằng khác. Đúng chưa? Logic sắp xếp cực kỳ đơn giản, rõ ràng và ứng dụng vào cái selector của chúng ta vào đây. Cái selector hôm trước tôi giải thích một mớ rồi. Đúng chưa? Dễ hiểu không? Không khó, chẳng qua là chúng ta code như thế nào rồi. Đây, tôi sẽ đẩy code lên GitHub mà copy nhá, hoặc là xem code ở trên đấy. Các bạn lên trên GitHub của tôi mà lấy về.
Sẽ không hiểu gì cả. Tốt nhất đấy, nghề của mình ấy, nghề lập trình của chúng ta ấy, thì hầu hết là toàn mấy thằng ngu, bởi vì không nhớ được nhiều thứ, cho nên là phải để nhớ được phải có thì có lại nhiều lần, có vậy thôi, chẳng có cách nào khác cả. Còn tranh thủ với đám gái mà, mày làm xong chưa? Nhìn xem tôi cốt như thế nào, sau đó khóa lại, cốt lại. Xong rồi thấy đoạn nào mà mình cốt xong mình chẳng hiểu gì, thì mình hỏi ấy. Xem là phần đấy logic của nó như thế nào, tại sao nó lại chẳng như thế. Làm gì đấy? Xem cái gì ở đây? Đây này, không xem ở đây này. Đây này, cố thì đúng không? Giờ, cố phải giống hết cố của máy cho bây giờ. Cho nên là xem ở đây này, đây là cố chủ cung lò đi này. Đây là trang chủ máy, trang chủ 3 này. Đây là cố thêm 2, trang chủ 3 này. Để xây dựng nó ra. Có các bạn thì nhận được cố đi, cố đi làm gì, cố đi làm đập đấy. Ông nhìn đến cái NAV của tôi biết gì ạ? NAV nó chỉ có mỗi cái background. Không, NAV cũng là. Đây. Em đánh cái chỉ nhắc số. Nhưng ông thấy tôi còn cái background cho bên cũng là. Background tôi chuyển lên NAV rồi đấy. Bây giờ cái UL tôi muốn nó chỉ chiếm 960 thôi.
và nó có cái margin auto đấy, margin auto là nó căn giữa sang hai bên, nó chỉ rộng vào này, bởi vì các sang chỉ thường thường là nó chỉ rộng vào này và rất rất nguyên thẳng từ đây xuống. Khi mà có margin auto thì nó sẽ tự động căn giữa, được chưa? Xong chưa? Xong drop down menu chưa? Đấy. Ừ. Vào nó cứ ngang hàng là nó không chạy. Ngang hàng nha, đây này. Thứ nhất là cái drop down mình có set width cho nó đúng không? Đúng chưa? Có rồi. Hả? Có rồi. Rồi nhá, được chưa? Bây giờ drop down LI reset cho nó display block.
đấy. Rồi ngăn ngăn phép cái này. Thằng của nợ này. Ông nhìn lại cấu trúc của tôi này. Ông làm gì đây? Ông vào lớp 16 không làm gì. Đây cơ mà. Lớp mình là lớp nào? K30B1, K31B1 đúng không? Đây đây. Ngáo cần à? Thì đâu, em vào luôn, để ra không xem mà còn kêu. Đây nhìn đây này, LI đây trang chủ đấy đúng không? Xong mình có một cái UL drop down, xong mới đến các LI kia đúng không? Được chưa? Đây cái UL này là phải là con của thằng LI này. Vâng, với giả cái gì? Đây này, đây là trang chủ 2, trang chủ 2, trang chủ 3 đây đúng không? Được chưa? Cắt nó đi, phải nằm ở trong này. UL có class là drop down. Ở đây không? Cái này không ạ? Đây không ạ? Dạ. Chẳng qua là thiếu cái không tiến hành đây nhá. Lời đi đúng không? Over xuống này. Không, bây giờ đến cái UL. UL này absolute top bằng 45 pixel. Thằng LI thì có relative chưa? Có đâu? Đây, tôi vừa mới giảng xong. Đây, ULLI này mình phải có thêm một cái thuộc tính là position relative nữa thì nó mới là cái mỏ neo. Giờ bây giờ mình hover. Thấy không? Thấy không? Đó, của ông nó, cái này UL của ông dài rộng tận 60 pixel rồi. Thấy không? Ông rộng tận 60 pixel thì cái UL này này nó cũng phải tốt cách tốt 60 pixel. Rồi, bây giờ thì xuống chưa? Xuống chưa? Đấy. Gì đấy? Ông Thánh này. Xong rồi nhét cái gì vào đây đây? LI này. Đóng này, A này. UL drop down này. UL. Sao lại Yeah, I don't know what that's the old man.
L-I là display absolute. Này mình đi tìm chứ. Bộ nền của nó về đâu? Nó về nền của đâu? Xong rồi thì làm các cái phần khác đi, không chờ đợi gì nữa.
nhìn thấy nó màu trắng không? Thế hôm nay tôi chỉ cần các ông làm cho tôi được cái drop down menu thôi. Còn thằng Nam mà hôm sau mà không làm được thì tự đấm đấy. Tự xử. Cái này cả lớp đấm. Không, các ông thủ hành nó cũng đấm đầu. Được chưa? Bài về nhà rất dễ. Làm drop down menu thêm một cấp nữa, tức là ba cấp. Bây giờ nghĩ làm sao? Nghĩ tôi yêu cầu là 2 cấp, nhưng mà nếu thằng nào được 3 cấp thì sẽ có thưởng bằng cách được đứng được Nam một phát. Đây nhá, cái menu của chúng ta đơn lúc đầu là như này đúng không? Bây giờ hô và nó sổ như này đúng không? Tất nhiên đúng không? Chỉ sau sau cái hover xuống, tất nhiên chỉ là một vài cái thôi, chứ không phải làm hết đúng không? Ví dụ hover lên đây thì nó sổ sang ngang. Sổ sang ngang. Cấp 3. Đây gọi là 3 cấp. Thấy chưa? Đây là cho cái thằng đầu tiên. Thấy chưa? Làm thêm 1 cấp nữa, mất sang ngang không? Làm thêm 1 cấp nữa. Rồi, tiếp tục. Nếu mà hover xuống cái thứ 2, thấy chưa? Thì vậy, ngang hàng thằng 2 hết xuống. Thấy chưa? Làm cái này. Cấp 3 nữa thì ạ. Nếu mà cấp 3 là sổ sang ngang tiếp. Đấy, vì đồ đấm thằng Nam để anh em cùng gặp đấy. Nam ơi. Thôi, cái này để tay cũng nhận. Cái thứ nhất là một cái tìm như thế này.
cái này có thể